À, tiện thể ở đây là mình tiếp tục mình giới thiệu về những cái móc ứng dụng trên máy bay. Đây là những cái móc và tháo ra từ không phải tháo đâu các bạn, cái này cái hàng phụ tùng mà chưa sử dụng đâu. Những cái phần này chúng ta đánh giá là họ chưa có sử dụng luôn. Những cái móc này được sử dụng rất là nhiều trên những cái dạng máy bay chiến đấu nè, trên những cái tàu hàng không vân vân. Thì cái size chân ren này nó thiết kế như cái dạng tay cẩu các bạn, nó thiết kế như cái dạng tay cẩu rồi đó. Chân ren này, chân ren 7 ly 8 ly răng nhuyễn nha, 7 ly 8 răng nhuyễn của Mỹ nha. Những cái này là của Mỹ và chất liệu hôm mạ ken, mạ ken nhìn rất là chất lượng các bạn. Và chúng ta có thể ứng dụng nó trong thời buổi hiện tại. Các bạn có thể decor cơ khí, các bạn có thể lắp vào những cái chân máy, chân ê tô để chúng ta dùng để dắt những cái tool giống như là mỏ lết nè, búa nè, vân vân. Với cái lỗ này nó khá là lý tưởng rồi. Cái lỗ này nó có cái đường kính là khoảng 34. Đường kính nó khoảng 34 thì chúng ta có thể khắc dắt được khá là nhiều cái dạng tool khác nhau. Thì ở đây mình có hai cái dạng chân ngắn và chân dài. Nhưng mà mình thấy cái dạng chân ngắn này thì chúng ta áp dụng nó sẽ hiệu quả hơn là cái dạng chân dài này các bạn. Thì ưu điểm của những cái dạng móc này đó là nó chất lượng chắc bền. Cái hàng sản xuất cho máy bay thì chắc, tất nhiên là chất lượng nó phải cao cấp rồi. Và giá giao lưu cho các bạn là chỉ có 80.000 một cái thôi các bạn. 80.000 một cái ha. Nhắc lại 80.000 một cái. Ở đây mình ví dụ cho các bạn ha. Bên đây mình làm 8 cái ở trên cái phần đế của ê tô của mình đó. Thì ở đây mình có thể dắt những cái búa nè, dắt những cái mỏ lết nè, và khi chúng ta rút ra thì tự động nó sẽ xếp cái tay cẩu xuống, nó xếp cái tay xuống như thế này cũng rất là gọn rồi ha. Dắt những cái búa nào mà chúng ta thấy thường xuyên mà chúng ta hay sử dụng đó thì các bạn có thể lắp vào, dắt vào và khoan lỗ gian răng 7 ly 8 là xong. Ok, đây, mình lấy ví dụ ha, chúng ta có những cái búa nào chúng ta hay sử dụng đó thì các bạn có thể dắt vào đây. Khi cần thì chúng ta sẽ lấy ra để chúng ta thao tác liền. Ok. Rất là thuận tiện rồi, rất là thuận tiện. Nhắc lại 80.000 cho một cái tay cẩu của máy bay của Mỹ nha, tay cẩu của Mỹ. Dạng chân ngắn ha, dạng chân ngắn 80.000 một cái nha các bạn. Còn cái loại chân dài này là 100.000, 100.000 một cái. Ok. Tùy các bạn lựa chọn ha. Ok. Và ngoài cái việc mà chúng ta dắt ở trên những cái chân thì chúng ta có thể dắt ở trên những cái bảng tool cũng được các bạn. Có những cái vách để treo tool mà họ thiết kế sẵn những cái lỗ rồi á thì các bạn có thể khoan thủng, chúng ta bắt bu lông phía sau luôn, bu lông 7 ly 8, những cái bu lông Mỹ mà trước đây mình có giao lưu cho các bạn đó. Hoặc là chúng ta có thể taro cái ren theo cái hệ chân ren của nó, ren 7 ly 8. Hoặc là các bạn có thể hàng bắt cố định luôn cũng được, tùy. Nếu mà chúng ta không có những cái chân ren thì chúng ta có thể chấm hàng cố định luôn. Ưu điểm của những cái tay này nhắc lại là nó nhìn nó rất là công nghiệp, rất là đẹp các bạn, và phải nói là xịn sò, cực xịn sò. Chỉ có 80.000 một cái rồi. Những cái tay cẩu tháo từ máy bay ha, thì thường những cái anh lính mà khi mà họ dùng đứng thao tác thì họ thường những có dây đai an toàn các bạn, họ móc vào những cái móc tay cẩu này. Đảm bảo khi mà nhiều khi gió mạnh bay ra thì nó có cái móc an toàn nó neo lại ha. Đơn giản vậy thôi. Ở trên cái ngành hàng không vũ trụ của NASA họ vẫn dùng những cái móc này ở nhiều cái vị trí khác nhau ha. Thì họ vẫn thiết kế cái dạng tương tự y xì như thế này. Ok. 80 và 100 ngàn.